Truyện kể rằng vào đêm trăng tròn, nếu các bạn nhỏ không về nhà trước 3 giờ sáng, các bạn sẽ có thể nghe thấy âm thanh của bài hát Skibidi. Và khi các bạn nhìn thấy ngôi mộ bỏ hoang thì đó cũng là lúc quái vật bồn cầu Skibidi Toilet xuất hiện chôn sống bạn. Rồi đó, nếu như muốn giết được con Skibidi á thì phải bắn nó bằng mũi tên bạc hoặc là đưa nó ra ánh sáng mặt trời bình minh á thì mới tiêu diệt nó thôi. Vậy đó hả? Trời ơi, cái con Skibidi này á hả, nghĩ mà lợi hại nhưng mà hả, nó cũng có nhiều nhược điểm quá ha. Trời ơi, câu chuyện đáng sợ quá, trùng rợn quá, chắc tối nay tôi không dám ngủ luôn á trời. Gì mà nhát vậy? Thôi đi về, đi về. Thôi đi về đi, nguy hiểm lắm. Mọi người đi về hết rồi kìa. Hi, xin chào các bạn, mình là Miu nè. Ok, thì hồi nãy Hachi với mình với Sầu Riêng vừa mới ngồi kể chuyện đêm khuya. Thì Hachi có kể một câu chuyện về cái con Skibidi quỷ bồn cầu á mọi người. Trong đó thì con Skibidi dạo này nó hay hả bắt nhốt những cái trẻ em ở trong làng á, rồi hả chôn sống họ. Ủa nghe nó rất là ghê luôn á mọi người. Thôi mà nó chỉ là một câu chuyện hả gọi là đồn thổi ở trong làng thôi. Chắc là nó không có thật đâu ha, chỗ có thật chắc chết. Rồi thôi, nhưng mà bây giờ mình đi đâu vậy ta? Sao nó giống cái nghĩa địa quá vậy trời. Nhưng mà mình mất vệ sinh quá à. Bây giờ về nhà là không có kịp. Tự nhiên trời tối cái bây giờ chưa về nhà mà mất vệ sinh quá. Làm sao bây giờ? Gì đây? Wow. Ủa cái mộ của ai mà người ta đào lỡ dở vậy nè trời. Còn chưa không có người ở trong này. Trời ơi ghê quá luôn á. Chỗ này nghĩa địa hả trời. Ê quan đã mọi người ơi. Sao ở trên bia mộ nó có cái tên của mèo vậy mọi người? Lại gần có phải không? Đúng rồi nè, chính xác là chữ mèo nè. Sao có tên mình ở trên bia mộ vậy? Trời ơi, không lẽ cái chỗ này là dành cho mình? Ui, quay cái gì vậy? Con Skibidi kìa. Ây trời, cái gì vậy? Quay. Trời ơi, mình bị nhốt rồi. Mình bị chôn sống rồi. Ây trời, mình bị chôn xuống. Cái này là cái hòm hả? Ôi, cái con này
hình như nó không có làm gì mình hết mọi người ơi. Ê, đầu tiên là phải né cái con này ra mới được, nó ghê quá. Ý, trời ơi, sao đi coi ai kia ơi, sao hai đứa bị bắt vậy? Trời ơi, hồi nãy em đi về em nghe cái tự nhiên cái bài quốc ca Skibidi gì đó. Tụi chú hát xong rồi tự nhiên em lúc đó em bất ngờ em lại em ngất xỉu rồi. Tự nhiên giờ em tới đây luôn rồi. Ôi ơi, vậy ơi, vậy trời ơi, vậy là mọi người giống chị luôn rồi. Vậy là cái con Skibidi nó canh hai ba tụi mình từ buổi chiều, buổi tối rồi đó mọi người ơi. Thôi để chị qua cứu mấy đứa nha. Ê, chị Mèo ơi, cẩn thận nha, mấy chị em hợp đó. Dính một cái là mất máu nha. Trời, mấy con này mất máu thiệt á trời. Nãy giờ mình tưởng là nó là đồ chơi. Để cẩn thận qua cứu mấy đứa em coi. Trời ơi, nó bắn ra kìa. Ê, ghê quá trời, sao nhìn cái mặt dễ thương mà hả? Bắn ra cái gì đâu con. À, chị gặp á là nó có cái cúp á. Cái gì? Sao không nói sớm là đi qua tới đây rồi bây giờ mới nói? Trời, mới vừa mới trời ơi, giờ mới đi lại nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi, thui quá người luôn rồi. Ê trời ơi, giờ mình phải đánh cái con này thôi. Đừng coi bộ nó hiền á. Đúng, nó lại lặn rồi. Ây da. Ôi giời ơi. Trời, sao đi ra nói đúng rồi mọi người. Kim cương nè. Ê, giờ qua lại nữa trời ơi, sao cái chỗ này cứ bắt mình đi qua đi lại nữa. Trời ơi, thu hoạch cái người à. Hi, cha. À, rồi qua tới nơi rồi. Thì thôi xong rồi mấy đứa ơi, ra thôi. Yeah, được cứu rồi. Yeah, được cứu rồi. Vô quá đi à. Giờ đi kiếm đường đi ra thôi. Trời ơi, sao không có đường ra vậy trời. Ê, trời ơi, cục phân này mở ra được hả trời. Wow. Trời ơi, mở cục phân này. Ôi sao ôi đâu vậy? Ây trời ơi, xuống. Ôi đây là đâu vậy? Ôi ơi, lên lên đi Thảo Nguyên. Ôi ơi, cái nước gì mà thấy ghê vậy? Băng chân mọi người ơi, bị băng rồi. Coi chừng á. Rớt xuống rồi, rớt xuống đây rồi. Ui. Hết rồi, bây giờ sẽ làm sao đây? Rớt xuống đây bị mất. Cái nước này nó có cái gì á, bị mất máu. Ui ơi, rớt hết rồi. Nhanh lên, lấy trò trong gương đi. Ê, trong gương có cây cung nè mọi người ơi. Trời ơi, nhớ câu chuyện của Hai Chi rồi. Là phải bắn cho nó một mũi tên, sau đó là dụ nó ra ánh sáng mặt trời. Nhưng mà để ra được rồi. Bây giờ mình phải tìm cách mình bắn nó. Ở đây có cung tên sẵn luôn mới ghê chứ trời ơi. Trời ơi, em bắn cầm tay cầm chân á. Chị Mèo nhanh lên. Ê da, ôi sao mà có mũi tên nó chọn ngược lại vậy. Á, Hai Chi. Mình vô nó vô góc được rồi nè. Chị nghĩ là mình đã bắn chúng nó nhiều mũi tên đó. Bây giờ mình biết cách đi lên đi. Có cái đường ra đằng kia kìa. Mọi người lấy cái dây leo. Lấy cái dây leo xong rồi đi lên trên đó. Ê, tới gần mình rồi. Lên. Chị lên được rồi. Xong đi lên, lên. Rồi, đi. Chạy thôi. Chạy lên. Chạy lên. Không ai dí em. Chạy lên, đi ơi. Đào, chỗ này chị quen quá. Khoan, đang lại, coi chừng rớt xuống, trời ơi, quay lại cái hòm rồi mọi người ơi, trời ơi, bây giờ làm sao thoát ra đây trời. Thôi mọi người ơi, hai con đi cẩn thận, nó đằng sau rồi, trời ơi. Ơi, cái gì mà ghê chứ, hồi nãy em thấy có cái mộ mà có tên Mèo, em thấy lạ, em mở ra em mới thấy mọi người á. Trời ơi, cái chuyện dài lắm á, nói chung là á. Chạy lên mọi người ơi. Trời ơi, sợ quá à. Trời ơi, coi chừng, sao đi, chạy lên. Ui, để chị bắn. Mèo ơi, mấy giờ rồi, chị Mèo ơi. Bây giờ mà con hỏi mấy giờ, trời ơi. Quan trọng lắm. Đúng rồi, quan trọng lắm đó. Cái gì mà quan trọng, trời ơi, nó dí mình mới sắp chết. Dạ,
gần ánh sáng mặt trời nó tiêu diệt nó đó. Ha. Trời ơi đúng rồi, nhớ rồi, câu chuyện của Khaki đó là trời sáng thì con Skibidi mà bị dính cung tên nó sẽ bị chết. À mấy bạn ơi, mấy bạn có thể nào hả? Like cho mình và cứu mình với lại Khaki với Lưu Riêng không, chứ không mà hả nó dí tụi mình tới sáng luôn á. Không biết tới chừng nào luôn. Bây giờ mình đếm từ 1 2 3 các bạn hãy bấm like cho mình nha. 1 2 3 cảm ơn các bạn nhiều, nút like đã lăn lên rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì trời sáng chưa vậy? Trời chưa sáng nữa, trời ơi. Số like đã tăng lên rất là nhiều rồi, tăng lên rất là nhiều rồi. Nó chết rồi. Trời ơi, mấy bạn đã giúp tụi mình với lại sầu riêng hai chi sống rồi đó. Trời ơi, mừng quá. Con Skibidi đã chết. Ui, nó biến thành cái gì nè? Ôi, trời ơi, cái con Skibidi nó biến thành cái bụng cầu nhỏ tí rồi mọi người nhìn nè. Vậy là an toàn rồi mọi người ơi, lần đầu tiên bị chôn sống bởi con Skibidi này thật là kinh dị. Mấy bạn nhớ là lần sau đừng có đi đêm ở ngoài rồi đường rồi kể chuyện ma nữa nha, không là hả sẽ bị giống như tụi mình, nó ghê quá. Tụi mình đi về thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này, nhớ like, share và subscribe cho mình cũng như là sao riêng và Khaki và cũng bạn mấy bạn ở trong làng sinh tố nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mấy bạn vào video clip sau. Bye bye. Nếu các bạn muốn xem thêm về những video về Skibidi, áo quỷ bụng cầu hay cameraman của mình thì nhớ bấm vào màn hình kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn nhiều.